Hello, shop dụng cụ nông nghiệp vậy được xin chào toàn thể các bác. Hôm nay trên một cái video ngắn em sẽ giới thiệu cho các bác về một chiếc kéo tốp nhé. Về một chiếc kéo tốp của hàng Đài Loan loại 1 kéo ghép cành đa năng nhé. Đây. Đây là một. Khi các bác mà nhận hàng ấy thì nó sẽ được đóng trong một cái bao bì như này. Các bác nó sẽ được đóng trong một cái bao bì như này nhé. Và em sẽ đi giới thiệu chi tiết luôn. Đây. Đây là chiếc kéo ghép cành đa năng nhé. Khi các bác mà mua hàng thì nó sẽ được tặng cho bác hai cái lưỡi sơ cua như này và một cái khuôn, và một cái khuôn như này nhé các bác nhé. Còn đây là phần kéo. Đây, đây là kéo nhé. Cái phần tay cầm này được làm bằng nhựa cứng nhé. Nhựa cứng rất là dày dặn nhé. Cao cấp rất là dày dặn nhé. Và đây là có những cái một ít gọi là vân, nó là cái nhựa ở nhám ấy, giúp các bác nếu mà tay các bác làm lâu mà tay các bác có bị ra mồ hôi thì nó sẽ không làm trơn trượt tay của các bác nhé. Đấy, phần tay cầm này rất là đẹp và cầm nắm rất là vừa vặn tay nhé. Cái kéo này nó dài, độ dài của nó thì tầm khoảng 21 cm, cầm nắm rất là vừa vặn tay, nó không quá to là sẽ không quá nhỏ nhé. Còn cái phần màu cam cam đây là cái phần chốt an toàn nhé. Các bác bóp nhẹ cái phần tay cầm này, cái phần chốt an toàn nó tự động nó bật xuống nhé. Lò xo này, nó xo trợ lực kéo này. Đây là cái lưỡi kéo nhé, đây là cái lưỡi kéo tỉa nhé. Các bác nếu mà cành thừa thãi bên ngoài, các bác có thể lấy đầu này các bác tỉa đi cho em. Cái lưỡi kéo này thì được làm bằng lưỡi thép SK5, có sự đàn hồi rất là cao, bao không bao giờ bị han gì cho các bác nhé. Cái phần màu cam này là phần khuôn. Đấy, đây nhé. Đây là mẫu kéo ghép tốp đa năng. Cái này dùng rất là tiện lợi, thay vì các bác luôn phải dùng cái cách ghép cũ thì các bác lên mua cái kéo này về, nó rất là tiện lợi và rất là đa năng nhé. Mắt ghép của nó cực kỳ là đẹp nhé, mắt ghép của nó thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đấy, dùng rất là thích và rất là sắc ngọt nha các bác nhé. Đây là một hãng loại 1 của Đài Loan. Các bác mua hàng bên em thì luôn được kiểm tra hàng thoải mái trước thanh toán. Nếu có bị lỗi hoặc sai mẫu thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với shop thì shop sẽ giải quyết ngay đơn hàng cho các bác nhé. Còn bác nào mà có nhu cầu muốn mua hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại em đã để phần tiêu đề. Hoặc các bác nào có muốn xem hàng kỹ hơn thì các bác hãy kết bạn Zalo với em nhé. Cơ sở em thì luôn cung cấp những cái dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn như kéo cắt cành, cưa. Bác nào còn thiếu gì thì các bác hãy liên hệ với em nhé. Còn bác nào ở xa thì em sẽ gửi COD. Còn những bác nào gần thì các bác hãy đến tại cơ sở em thì để xem được xem hàng chi tiết hơn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bác ở những video lần sau ạ.